quản lý cả tiểu bang Texas đó, tất cả những cơ sở thương mại, những cái nhà dân và đồng thời những mảnh đất ở Texas đó, là ông đó là quản lý. Thì mình qua mình đã cho ông buổi tiệc có voi phim đó, ông mừng quá, ông nói rất là lâu lắm, mấy trăm năm, mấy nghìn năm không ai đãi ông tiệc mà sang kiểu này á. Tại vì có mấy ông thần á thích ăn gà luộc, mình thì ăn gì cũng được á, không chai mặn, nhưng mà mấy vị thần ăn rà gà với bia là mấy ông khoái à, với rượu trắng à. Địa tiên ăn như người thường mình nha, nó là thiệt á. Còn mình chấp thiên tâm không có chấp, và không có theo màu sắc, cũng theo không theo hình tướng, chỉ là theo những cái gì mà nó thích ứng. Thần có thiện thần, có tà thần, và đồng thời tiên cũng có tiên, thiện tiên và ác tiên nữa đó. Người thì mình biết rồi đó, ác nhân nhiều hơn là thiện nhân, phải không? Ở loài nào cũng có, thú cũng vậy, chó cũng có, chó điên và chó dẫn người qua đường lộ, chó hiền. Thì trong cõi ta bà này, thượng đế sanh ra tất cả mọi thứ, thì vừa mới nói cha cai quản hết. Thì mỗi người ở mỗi cái trình độ thấp cao, người nào cao thì trình độ cao, trí tuệ đi về trước, thì giống như ngựa chạy đua vậy á, ok rồi đi về trời. Còn ngựa nào mà cứ tàn tàn á, lăn lên lộn xuống địa ngục chừng 5-7 lần 90 lần á, xuống ôm cọc đồng cắt lưỡi, bị quỷ dài son nuốt vô bụng, rồi làm cho thần hồn biết biết ám ảnh. Tại con người mình có bị ám ảnh á, khi mình xuống dưới mình biết sợ rồi vậy đó. Lên đây mình có nhiều người giống như xuống dưới ôm cục đồng nóng quá, hãy xuống cái lò lửa, thì lên đây có nhiều người tự nhiên gặp lửa sợ à, thì do ở dưới địa ngục mình bị hành hình quá dữ rồi. Thì mục đích đó là cái rèn luyện cái thần hồn, để lên đây mình điều chỉnh khá hơn chút. Có những người gặp lên cái chiều cao sợ là tự dễ dưới kia mình bị xô xuống hố sâu cho mấy con sấu mấy con này ăn á, rồi mình té thuốc á, em mình sợ. Khi mình chết một lần ở dưới địa ngục là mình có đại phước á, bị đọ là đã xui rồi, biết không, là đã mất phước. Mà xuống địa ngục mà chết một lần là có đại phước. Có nhiều người làm tội trên này 1 triệu lần thì phải chấp nhận hình phạt 1 triệu lần là bị hành tội á, đau đớn, biết đau đớn, có cảm giác, có cảm nhận và có nhớ luôn, y như người thường vậy đó. Chỉ khác hơn á là khi cái chân thần á không có xác phàm, nó có cái chân nó như cái ảo ảnh, nhưng mà ảo ảnh biết đau, biết sợ, có trí nhớ, có tri giác. Thì lúc đó ngài Địa Tạng thổi ngọn gió xảo phong mới sống lại. 1 triệu lần như vậy thì mình cứ tưởng tượng đây, bị ám ảnh không? Cái sợ là quan trọng, mà đều biết sợ hết, đều biết đau hết. Mà ở trên thế gian làm tội 1 triệu lần thì xuống chứ chịu hình phạt 1 triệu lần. Khi hết 1 triệu lần á, mình đầu thai lên, hồi bữa nay là mình giàu có phải không? Trương Mỹ Lan building đồ tỷ phú, xài tiền như nước phải không? Rồi bây giờ á bị phạt xuống kiếp sau đầu thai thành một người có thể nghe, tất cả những tùy theo cái tội phạm tàn tật đi sinh ăn cũng chừng nữa. Đó là kiếp nhân sinh là vậy, một đời rất là phù du ảo ảnh, giàu có, tiền bạc, danh vọng, tất cả đều là một vở kịch hết. Nếu những người mà biết coi kịch thì nên coi video này là lời thật chân tình, người từ cõi trời xuống nói chuyện cõi trời và nói chuyện cõi người và nói sự thật, nói đâu chúng đó, chứ không phải là nói để mà ru ngủ hay là mê tín hay là ảo. Những gì trong 3 năm nay, chuyện trước mắt nước Việt sẽ có đói, cái này mình 2 tháng trước mình đã bờ cạnh đã quên rồi, coi kỹ lại mấy clip 2 tháng trước nó có ngày có giờ á. Chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị xăng, chuẩn bị tiền bạc,
tiền sách thành tiền giấy. Chị có nói vậy không? Hôm nay thấy làm sao? À, sắp sửa đói. Tại vì hết xăng sẽ đói. Nhân loại sắp sửa một cái cuộc gọi là hồn lìa khỏi xác rất là nhiều. Chị sẽ sinh nữa. Bữa giờ mình chỉ là chết sơ sơ thôi, cũng giống như là bữa giờ mình giống như mới vô nhà hàng vậy đó, ăn salad điểm sắm thôi, ăn sơ sơ thôi, chưa có Mendis. Mendis sắp sửa xảy ra nè. Bữa giờ Ukraine với Nga nhiêu rồi ta, cũng 500-700 nghìn người phải không, một cái quốc gia rất là đẹp đó, mà giờ thành ra bãi chiến trường khủng khiếp đúng không, là chỉ mới có ăn salad chơi thôi đó, còn mà thiệt thì chưa tới á. Ngay trong lúc này